là cấp 50 nha. Spe. Dùng này nó khá đẹp. So với dòng thời gian thì nó khá đẹp đó. Where's Garrett? Mình chào băng thương ngoài nha. Này anh em lấy thì giá nó khá mềm đó. Anh em cứ alo ha. Thì mình sẽ chia lại. Thì khi mà anh em coi cái clip này đây. Thì giá trị nó hiện tại nó tầm khoảng 22, mà tầm khoảng vài năm nữa thì nó sẽ khác. Bây giờ thời gian nó sẽ thay đổi. Máy êm đâu rồi nha, rất êm. Đây, cái ga đuôi là đều riêng hết. Đèn này, đèn xăng, nắp. Ok ha ha. Đây. Sẽ đạp phát cho nó xuống cái đá không có đèn. Nghe đã chưa? Vô đây luôn. Sẽ đẩy số điện thoại phía dưới nội dung dưới video này để anh chị trực tiếp liên hệ luôn nha. Sân sơn sân còi đèn máy êm. Con 81 đời đầu. Rất đẹp nha. Vậy là đẹp so với những cái dòng thời gian mà nó trôi đi đó. Đó. Máy im. Không sọc sẹt gì hết. Đấy. À, xe zin. Đầy đủ hết luôn. Cầm zin luôn không? Hay xét hết luôn à? Cầm zin luôn không? Đầy đầu nó mấy chục năm rồi. Đâu phải mới đây đâu. Cái đời đầu thì nó thuộc nó chia làm hai tầng thôi. Don't fry, don't fry, don't fry.
Where's Garrett? Vegetables. Here it comes from.